Kính chào quý vị đang theo dõi chuyên đề Kinh tế phát triển. Thưa quý vị, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Long An năm 2016 với chủ đề Hợp tác phát triển bền vững diễn ra vào ngày 17 tháng 10 năm 2016 được đánh giá thành công đáng khích lệ. Hội nghị vinh dự được sự quan tâm, tham dự và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và hơn 600 đại biểu đến từ văn phòng Chính phủ, các bộ, ban ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành, các tổ chức quốc tế, Tổng lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam, các hiệp hội ngành nghề, các tập đoàn doanh nghiệp đầu tư trong và ngoài nước cùng tham dự. Đây là sự kiện nổi bật, là điểm nhấn của Long An trong thu hút đầu tư. Sau hội nghị, nhiều nhà đầu tư đã có những bước đi, mở ra nhiều triển vọng hợp tác đầu tư phát triển trong thời gian tới. Nhìn lại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2016, tỉnh Long An đã ký kết ghi nhớ đầu tư 4 dự án, trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhiều dự án. Đồng thời, các nhà đầu tư trong tỉnh ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đối tác trong và ngoài nước. Trong đó, 4 dự án đầu tư với tổng vốn là 14.300 tỷ đồng và 2,5 tỷ đô la Mỹ, ký kết ghi nhớ về đầu tư theo hình thức PPP, gồm dự án trục giao thông Tiền Giang Long An, thành phố Hồ Chí Minh. Về đầu tư tuyến đường vành đai thành phố Tân An là 2 trong số 3 công trình trọng điểm theo Đại hội 10, Đảng bộ tỉnh. Kế đó là dự án cụm công nghiệp Mekong và ký kết ghi nhớ về đầu tư trục giao thông kết nối với đường Mai Bá Hương thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn huyện Bến Lức và Đức Hòa. Trong khuôn khổ hội nghị, hợp đồng hợp tác kinh doanh của nhiều nhà đầu tư đang hoạt động trên địa bàn tỉnh với các đối tác trong và ngoài nước cũng được ký kết. Với các dự án nổi bật gồm hợp đồng khai thác cảng quốc tế Long An, hợp đồng thương mại xuất khẩu chuối sang thị trường Nhật Bản, hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ ô tô Trường Hải tại khu đô thị Green City thuộc trung tâm hành chính tỉnh Long An. Cụ thể, thông tin từ doanh nghiệp cho biết, sau hội nghị, nhiều đoàn khách Nhật đã đến công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Long An tại xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ khảo sát hợp tác tăng sản lượng, chất lượng sản phẩm chuối xuất sang Nhật Bản, mở ra điều kiện khả năng mở rộng diện tích, tăng sản lượng chuối và đàn bò nuôi hiện tại của trang trại, tăng doanh thu ổn định và tạo thêm việc làm mới cho người lao động. Tôi làm đây cũng năm nay 7 năm rồi, thì công ty ở đây cũng ổn định, thì đời sống đây cũng sống cũng khỏe, là cũng được. Mong muốn thì cho công ty mà càng ngày càng ổn định hơn, đang cho công nhân ở đây làm được lâu dài. Công ty hiện nay là mình có là 240 công nhân để giải quyết công ăn chuyện làm cho bà con ở địa phương và các nơi đến. Rồi sau đó mình cũng có tạo điều kiện là nhà cửa, ăn uống mình lo cho hết cho công nhân luôn. Thì đời sống công nhân cũng ổn định, đặng công nhân an tâm làm việc cho công ty của mình. Hiện tại thì mình trồng được 80 rồi, dự kiến mình trồng thêm 40 hecta nữa, mình chuối, mình nhận thêm công nhân nữa. Cũng từ hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2016, tỉnh nhận được khá nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư tập trung về định hướng phát triển của tỉnh, quỹ đất để phát triển công nghiệp và các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính trong đầu tư kinh doanh. Thông qua diễn đàn này, lãnh đạo tỉnh, các ngành, các chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp cùng nhau chia sẻ, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp để việc thu hút đầu tư đạt hiệu quả. Về định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian tới là phát triển hạ tầng giao thông, công nghiệp, nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, khu dân cư, đô thị, trong đó ưu tiên các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Về vấn đề thủ tục hành chính, nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của tỉnh theo hướng tập trung tại một đầu mối, Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập và chính thức đưa Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An đi vào hoạt động kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2016. Việc thành lập trung tâm giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho tổ chức, công dân, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ hành chính, đặc biệt là đối với các thủ tục hành chính liên quan đến nhiều cơ quan như thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường. Doanh nghiệp, nhà đầu tư chỉ đến một nơi duy nhất để giải quyết thủ tục hành chính liên quan thay vì đi đến từng cơ sở, ngành như trước đây. Về quỹ đất để phát triển công nghiệp, Long An hiện có 28 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 10.200 hectare.
trong đó có 16 khu công nghiệp đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy trên 61%. Có 32 cụm công nghiệp với diện tích trên 3.300 ha, trong đó có 14 cụm công nghiệp đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy trên 88%. Các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh được đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh, sẵn sàng tiếp nhận dự án đầu tư, đủ sức cạnh tranh với những khu công nghiệp nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đến hết tháng 9 năm 2016, Long An cấp mới 300 dự án với tổng số vốn 27.544 tỷ đồng. Hiện trên địa bàn tỉnh Long An có gần 7.900 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 189.000 tỷ đồng và có 1.259 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 140.000 tỷ đồng. Về đầu tư nước ngoài FDI, hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng hiệu quả. Hiện có 37 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào Long An. Các dự án tập trung chủ yếu trong các khu cụm công nghiệp ở các huyện kinh tế trọng điểm của tỉnh như Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, thành phố Tân An. Tổng số dự án FDI đăng ký trên địa bàn tỉnh đến nay là 772 dự án với tổng số vốn trên 5,1 tỷ đô la Mỹ. Tiếp xúc với ông Lâm Trúc Nhỏ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hưng Thuận Group, với hàng chục công ty thành viên và đối tác liên danh trong và ngoài nước, hoạt động đa ngành nghề ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương trên cả nước. Nhưng có thể nói Long An là một điểm đến rất đặc biệt khi có đến gần chục dự án được tập đoàn và các công ty thành viên đầu tư tại đây. Lãnh đạo tập đoàn kinh tế này hy vọng với chủ trương xúc tiến thu hút đầu tư thông thoáng thiết thực của tỉnh Long An sẽ tiếp tục là lực hút liên kết để hoàn thiện các dự án đầu tư trong tương lai, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội. Long An nói chung là tổ chức cái hội nghị xúc tiến đầu tư, nói chung là rất là xúc tích, nói chung là rất là tôi chỉ dự thôi, nhưng mà nói chung là đại khái là nó thu hút được coi như những cái nhà đầu tư mà người ta quan tâm tới tỉnh Long An, mà người ta có một cái ý hướng của đầu tư, thì nói chung thông qua cái hội nghị xúc tiến đầu tư đó thì người ta tới đây người ta sẽ hiểu được cái nhu cầu của tỉnh Long An và cái ý muốn, cái mong muốn phát triển của tỉnh Long An, mà người ta sẽ đi vô đó để người ta coi như tiếp tục người ta đầu tư vô tỉnh Long An lớn. Không chỉ dừng lại ở cấp tỉnh mà chủ trương xúc tiến thu hút đầu tư còn được thực hiện đồng bộ ở các địa phương, nhất là các huyện kinh tế trọng điểm của tỉnh. Các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ kỳ vọng, tin tưởng về định hướng phát triển kinh tế xã hội, có nhiều biện pháp trong cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư an tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào phát triển. Qua cái hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Long An thì nhìn chung là những cái doanh nghiệp Việt Nam cũng như là doanh nghiệp nước ngoài có cơ hội đầu tư phát triển vào thị trường tỉnh Long An. Long An có vị trí thuận lợi để thu hút đầu tư, tiếp giáp thành phố Hồ Chí Minh và là cửa ngõ của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, Long An cũng nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây là điểm mà các nhà đầu tư mới quan tâm, tìm hiểu và đầu tư. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ từ phía chính quyền trong thời gian qua được các nhà đầu tư đánh giá rất cao. Cơ quan chính quyền luôn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, đồng thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn một cách nhanh chóng, hiệu quả. Long An hiện đang dẫn đầu 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 12 trong cả nước trong thu hút vốn FDI. Tuy nhiên, vẫn còn tồn động những hạn chế, việc kêu gọi đầu tư vào khu vực nông nghiệp còn nhiều khó khăn, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao. Việc tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp gặp khó khăn, giá cả bấp bênh. Kết cấu hạ tầng phục vụ, nhất là hạ tầng bên ngoài hàng rào các khu cụm công nghiệp, còn nhiều bất cập. Giao thông kết nối trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đặc biệt với thành phố Hồ Chí Minh còn hạn chế, làm ảnh hưởng sự phát triển kinh tế của tỉnh. Vấn đề này, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 đã chỉ rõ và các cấp chính quyền hiện đang tập trung giải quyết. Với những lợi thế và tiềm năng sẵn có, Long An có những điều kiện hết sức thuận lợi để phát triển thu hút đầu tư. Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Long An năm 2016 diễn ra trong bối cảnh đây là năm đầu tiên Long An triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 với nhiều khát vọng đột phá. Nhìn chung, hội nghị đạt mục tiêu đề ra, giới thiệu về môi trường đầu tư, điều kiện và lợi thế phát triển của tỉnh đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước, giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Long An. Không dừng lại ở đó, Long An sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư vào tỉnh.
các nhà đầu tư sẽ tìm thấy ở Long An những cơ hội đầu tư mới. Qua đó, xúc tiến mời gọi nhằm hình thành và triển khai các dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh như hạ tầng giao thông, công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu dân cư, đô thị. Trong đó, ưu tiên các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các dự án có giá trị gia tăng và tỷ trọng xuất khẩu lớn, các dự án tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên của tỉnh, nhằm nâng cao tỷ lệ lấp đầy các khu cụm công nghiệp năm 2016 và những năm tiếp theo. Huyện Long An sẽ đảm bảo với doanh nghiệp rằng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp yên tâm đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An, và xem cái khó khăn của doanh nghiệp cũng chính là khó khăn của chính quyền, cũng như là cái thành công của các nhà doanh nhân sẽ là cái niềm vui và cái niềm động viên khích lệ của chính quyền trong cái hỗ trợ cho doanh nghiệp. Đấy, cải cách thủ tục hành chính là đây là cái chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thì Long An rất quan tâm đến cái việc này. Đây cũng là một trong những cái giải pháp để nâng cao cái môi trường đầu tư, tạo một cái sức hút trong cái thu hút đầu tư các doanh nghiệp trên địa bàn. Niềm tin, động lực mới vô cùng quan trọng cho tỉnh Long An trong thời gian tới là hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2016. Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Long An trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ trực tiếp chỉ đạo các bộ ngành tạo điều kiện tốt nhất để Long An hoàn thành mục tiêu của mình. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cần thực hiện những cam kết mạnh mẽ nhằm cải thiện môi trường đầu tư trên tinh thần thủ tục nhanh gọn, an toàn và hiệu quả. Bên cạnh đó, Long An cũng cần chú trọng tạo niềm tin cho doanh nghiệp và nhân dân, tìm mọi biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khi doanh nghiệp gặp khó khăn vướng mắc, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân làm thước đo hiệu quả công việc, tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhưng cũng không quên nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Ngược lại, các doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm túc cam kết của mình đối với tỉnh nhà, tạo dựng uy tín cùng nhau phát triển bền vững vì lợi ích chung.